chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để tìm ra cóc ông Tô đã đốt tiền thuế của dân nhiều như thế nào. Có thể nói bắt cóc là một trong những phương án nhanh gọn, không vướng mắc thủ tục dẫn độ, không phải đàm phán với quốc gia đang có cóc ẩn nấp. Phương án này được ông Bộ trưởng Bộ Công an ưu tiên số 1 bởi nó áp dụng những đòi hỏi nhanh và gấp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, hoạt động theo dõi truy tìm dấu vết của cóc ở nước ngoài không đơn giản như làm điều tương tự ở trong nước. Bởi trong nước, ông Tô Lâm có hàng vạn lính ở khắp nơi và sẵn sàng hỗ trợ lính trung ương để ra tay bắt người, còn tại nước ngoài thì sao đây? Một lần, Tô Lâm chỉ đạo lính bắt cóc người ở nước ngoài. Tại nước ngoài, ông Tô dùng nhiều chính sách để làm điều đó, tất nhiên là những chính sách bí mật. Bài này là phần thứ nhất của loạt bài viết về những phương thức bắt cóc người của ông Tô Lâm. Ngoài việc Bộ Công an cung cấp cho các đại sứ quán, các lãnh sự quán, những nhân viên an ninh mật vụ để mà theo dõi và tung người nắm tin tức, thì Bộ Công an còn cung cấp cho các tay mật vụ này những khoản ngân sách bí mật. Mục đích là để kết nối với thành phần xã hội đen ở nước ngoài và dùng tiền để điều khiển họ. Theo như thông tin cho biết, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok có một nhân vật chuyên lo chuyện giấy tờ cho người Việt tại Thái Lan. Đây là nhân vật kết nối với thành phần người Việt làm ăn lâu năm tại Thái Lan và mua chuộc thành phần xã hội đen tại Thái Lan. Mục đích là để kiểm soát, theo dõi và lên kế hoạch bắt cóc người tại quốc gia này. Dưới tay ông Tô Lâm có mạng lưới mật vụ chuyên hoạt động ở nước ngoài. Chúng có hai nguồn tài chính để mà lo công việc. Nguồn thứ nhất là tiền thu được từ các hoạt động phi pháp, là kết quả của sự hợp tác giữa đám mật vụ này với bọn mafia xuyên quốc gia. Đám mật vụ tuyển người vào làm cho chúng bằng cách trả lương hoặc cung cấp mối làm ăn phi pháp như là ân huệ, đổi lại bọn đấy làm nhiệm vụ chỉ điểm và để mật vụ bắt người. Bảng phân bổ ngân sách trung ương, Bộ Công an được cấp tới 99.953 tỷ đồng, tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nguồn thứ nhì là lấy từ ngân sách mà Trung ương duyệt chi cho Bộ Công an. Hàng năm, Trung ương Đảng duyệt chi cho Bộ Công an một khoản tiền ngân sách khổng lồ, khoảng tương đương 100.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ. Một phần của nguồn ngân sách này được dùng để chi trả tiền công cho bọn mafia địa phương để bắt người và giao người theo lệnh của lính ông Tô làm việc tại các đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới. Theo một nguồn tin riêng cho biết, một nhân vật quan trọng liên quan đến một vụ án lớn, bề ngoài là án kinh tế nhưng thực chất là liên quan đến chính trị. Mới đây được Bộ Công an thông báo là đã ra đầu thú để nhận khoan hồng. Tuy nhiên, thực tế là người này bị bắt cóc bởi một nhóm mafia địa phương được mật vụ của Tô Lâm điều khiển bằng tiền. Thương vụ bắt cóc người được đưa ra khỏi biên giới, giao cho mật vụ của Tô Lâm được xác định là 10 triệu đô la Mỹ. Phần còn lại là lính của ông Tô sẽ lo. Để được một người ra đầu thú, Tô Lâm đã đốt rất nhiều tiền thuế của dân. Đất nước Việt Nam rất nghèo, hiện nay ngành giáo dục và y tế được cấp ngân sách rất còi cõm. Y tế thì không có tiền để mà xây mới bệnh viện, thậm chí vận động được tiền xây bệnh viện nhưng nửa đường đứt gánh nên hàng loạt bệnh viện bị bỏ hoang. Còn ngành giáo dục thì cực kỳ tệ hại. Đảng Cộng sản cung cấp ngân sách rất ít, chỉ bằng 1/16 ngân sách dành cho công an, khiến cho học sinh thiếu trường, giáo viên nhận lương chết đói, phải tìm đường làm cu li ở nước ngoài. Tình trạng y tế và giáo dục như thế, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam bóp cổ an sinh cho dân, để dồn cho công an, mà một phần ngân sách trong đó được trích ra để trả cho những nhóm mafia nước ngoài, hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc và giao người. Hiện nay, lính của Tô Lâm đang đứng sau các nhóm mafia thường là lừa đảo online và dịch vụ rửa tiền. Thành phần này làm ăn phi pháp để tìm người phục vụ cho chúng và kết nối với thành phần tội phạm Việt Nam ở nước ngoài hoặc tội phạm người nước ngoài. Tô Lâm đã bắt tay với tội phạm quốc tế và hoạt động như tội phạm quốc tế, thể hiện những vụ bắt cóc người từ nước ngoài mang về Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin để tìm ra cóc ông Tô đã đốt tiền thuế của dân như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Báo chí quốc tế bùng nổ tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức. Nếu dám hốt, có khi Tô Lâm cũng sẽ bị hốt. Vào ngày 5 tháng 8, Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia là kênh truyền hình nước ngoài đầu tiên nổ phát súng về tin tức bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức, đem theo nhiều bí mật quốc gia cùng cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có biên bản dịch tiếng Việt. Điều đáng nói là đài này cũng nhắc đến sự kiện cách đây 6 năm khi mà Tô Lâm sang tận Slovakia chỉ đạo việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa từ Bratislava về Moscow, sau đó về Việt Nam. Hình ảnh Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia công bố thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức. Vết nhơ mà ông Tô Lâm để lại tại châu Âu là quá đậm mà kênh truyền hình này đã nhắc lại như là một nguy cơ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể sẽ gặp phải một lần nữa. Thật là nhục nhã cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ông cho ông Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng. Đường đường là người đứng đầu một cơ quan an ninh cấp quốc gia mà như quân thổ phỉ lén lút đến đất nước người ta chỉ đạo bắt cóc người, không xem pháp luật nước sở tại ra gì. Tiếp theo, Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia là nhật báo TASS của Đức cũng đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang có mặt tại Đức. Vào ngày 7 tháng 8, tờ báo này đã đăng một bài viết dài chiếm trang 3 dành cho chủ đề thời sự đặc biệt tường thuật về vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn mình trốn tại Đức. Ngay trang đầu tờ báo, hình ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được in rất lớn, chiếm đến nửa trang báo với hàng tít là lời chào thân ái từ Hà Nội, ám chỉ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Tấm hình này để giới thiệu bài báo ở trang 3 là bài báo độc quyền của tờ báo TASS, cơ quan mật vụ Việt Nam, dường như đang truy lùng tại Đức một phụ nữ Việt Nam có nhiều thế lực, người được cho là có liên quan đến các vụ đấu đá chính trị. Cơ quan an ninh Đức báo động ký ức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 đã được đánh thức trở lại. Trang nhất của tờ Nhật báo TASS. Bài báo này cho biết bà Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn ở đây. Việt Nam đã gửi cho Đức đơn yêu cầu dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác bỏ đơn này. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đức được cho là đã cảnh cáo Việt Nam về các hành động bất hợp pháp tiếp theo. Chính phủ Liên bang Đức sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Bộ Ngoại giao Đức đã viết như thế. Cảnh sát Đức cũng đã liên hệ trực tiếp với bà Nhàn và cảnh báo về tình hình trạng nguy hiểm của bà. Ngoài ra, tờ báo TASS cũng cho biết kế toán trưởng của IC, ông Đỗ Văn Sơn, đã bị dẫn độ về Việt Nam từ nơi ông ẩn trốn là Tiểu Vương quốc các quốc gia Ả Rập Thống nhất vào tháng 6 năm 2023. Cơ sở cho việc dẫn độ là một thông báo truy nã từ chính phủ Việt Nam thông qua Interpol, một truy nã đỏ, như Đại sứ quán các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã xác nhận với tờ báo TASS của Đức. Hiện người đàn ông này đang bị giam giữ tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Bộ Công an Việt Nam lại nói rằng ông ta tự về đầu thú. Tờ báo TASS đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức. Như vậy thì mọi hành tung của cơ quan an ninh Việt Nam đã bị báo chí nước ngoài âm thầm điều tra và nắm rõ thông tin. Điều đáng nói là chính quyền Đức đang bảo vệ bà Nhàn và có thể họ sẵn sàng tóm quân của ông Tô Lâm nếu quân Tô Lâm dám manh động như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Người Đức đã từng sai lầm khi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tử tế như họ, biết tuân thủ luật pháp nước sở tại. Hiện nay, cơ quan an ninh Đức đang cảnh giác cao độ với Tô Lâm. Có lẽ họ không còn xem ông Tô Lâm là một người đứng đầu của ngành an ninh của một quốc gia, mà hãy xem ông Tô Lâm như là người đứng đầu một băng đảng tội phạm. Nếu ông Tô Lâm trực tiếp sang châu Âu chỉ đạo bắt cóc như cách đây 6 năm, thì không loại trừ khả năng chính ông Tô Lâm sẽ bị tóm như một tên tội phạm quốc tế nguy hiểm vậy. Thật nhục nhã cho cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cái thứ pháp quyền mà hàng ngày Đảng Cộng sản luôn ra giả vào tai người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin báo chí quốc tế bùng nổ tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức. Nếu dám hốt, có khi ông Tô sẽ bị hốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de